năm con giáp có đầu óc nhạy bén, lanh lợi hơn người, kiếm tiền giỏi nhất trong số 12 con giáp. Một tuổi thìn. Lúc còn trẻ, có lẽ người tuổi thìn đã trải qua nhiều chuyện, nhưng với trí tuệ và tài năng thiên phú của mình, họ đều có thể vượt qua, trở nên giàu có và giành được một địa vị xã hội nhất định ở nơi làm việc. Người tuổi thìn thường phản ứng rất nhanh nhẹn, khiêm tốn lễ phép lại có lòng khoan dung, bình thường họ rất được lòng người khác và được nhiều quý nhân trợ giúp. Ngoài ra, vận khí của họ cũng rất tốt, không cần dựa dẫm vào người khác cũng có thể làm nên đại nghiệp. Trong 12 con giáp thì khả năng kiếm tiền của người tuổi thìn mạnh nhất, có một số người được sinh ra trong môi trường tương đối tốt, có một số người thì có tài nguyên tốt, cũng có một số người chỉ dựa vào khả năng và tài hoa của bản thân mà một bước lên mây, phát tài phát lộc. 2. Tuổi ngọ Người tuổi ngọ hoặc bác cởi mở, nhiệt tình rộng lượng, sức khỏe dồi dào, vận khí cũng rất rốt, hơn nữa bản thân họ còn rất chăm chỉ, giao tiếp xã hội giỏi, đồng thời còn sở hữu sức chiến đấu mạnh, cho nên dù họ theo ngành nghề nào cũng rất dễ thành công. Mặc dù trong 12 con giáp, người tuổi ngọ không thông minh nhất nhưng họ chăm chỉ nhất. Họ không thích một cuộc sống tầm thường, họ không sợ vất nhưng cũng không phải là người đặt tiền bạc lên trên hết. Người tuổi ngọ coi tiền chất xúc tác để cân bằng thực lực và khả năng của bản thân nên họ luôn luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra của cải vật chất và khẳng định giá trị của bản thân. Những người cầm tinh con ngựa có phần lớn tạo ra được của cải tài sản nhờ vào những công việc chính mà họ theo đuổi chứ không phải là những việc phụ thêm hay làm ngoài. 3. Tuổi tỵ. Người tuổi tỵ thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, có đầu óc kinh doanh và tư duy logic rất tốt nên họ thường phát hiện ra các cơ hội từ những tình tiết nhỏ. Đồng thời thu được nhiều lợi ích từ những cơ hội đó. Không thể không nói rằng họ rất phù hợp với việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền rất mạnh, không những rất may mắn mà thực lực cá nhân cũng không thể xem thường. Cho dù xuất thân từ một gia đình như thế nào thì người tuổi ngọ cũng có rất nhiều cơ hội để phát tài. Thật ra không cần làm lụng quá vất vả, chỉ cần phát huy tốt sở trường của bản thân là họ đã có thể thu hoạch được những điều bất ngờ người tuổi tỵ có cuộc sống vô ưu vô lo khiến người khác phải ngưỡng mộ. Họ không những giỏi về việc lập kế hoạch, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh. Mà còn biết tùy cơ ứng biến, vì thế họ thành công cũng là điều dễ hiểu. 4. Tuổi thân Trí thông minh của người tuổi thân rất cao, phản ứng cũng nhanh nhạy, họ gan dạ sáng suốt phi thường và rất giỏi việc quan sát và phân tích, còn có đầu óc kinh doanh nên thường có một địa vị nhất định ở nơi làm việc. Có thể lúc còn trẻ họ không có nhiều kinh nghiệm, tính cách lại thẳng thắn nên dẫn đến con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ, Thu nhập cũng không như mong muốn nhưng khi họ trưởng thành, kinh nghiệm không những ngày càng dày dặn mà vẫn thế cũng được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là tài lộc trên phương diện công việc chính có nhiều bước tiến vượt bậc. Người tuổi thân vừa có năng lực lại vừa giỏi giang, trong sự nghiệp có các tin nhập mệnh nên chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể gặt hái thành công. Đặc biệt từ trung tuổi trở ra, họ dễ gặp được những cơ hội kiếm tiền, chỉ cần nắm bắt tốt sẽ thu được nhiều tài lộc và trở thành người giàu có. Năm tuổi dần. Tính cách người tuổi dần hướng ngoại nhiệt tình, giả tâm bừng bừng họ giỏi về việc khai thác phát triển thị trường phát hiện cơ hội mới họ còn rất sáng tạo và có tư duy logic sáng suốt họ có thể tự phát triển sự nghiệp dựa vào năng lực của bản thân và thành công ngoài mong đợi những người cầm tin con hổ vốn có lý tưởng có tham vọng có tầm nhìn xa rộng từ trước đến nay chưa từng phạm phải sai lầm chỉ vì chút lợi ích trước mắt họ có mục tiêu và lý tưởng lớn hơn chút lợi ích đó họ vừa có tài lãnh đạo vừa có đầu óc kinh doanh cho dù theo ngành nào hay làm nghề gì họ đều dễ dàng đột phá thể hiện bản thân Người tuổi dần gan dạ lại sáng suốt lại có hoài bão, ông mộng làm nên đại sự, việc gì cũng muốn làm thật tốt, chỉ cần phát huy tốt năng lực và tài năng của bản thân thì dù trong hoàn cảnh như thế nào, cuối cùng họ cũng